Trung sinh, tôi là thiên vương ngành giải trí. Từ bộ 8 đến phố bộ này phòng mô tả. Thời điểm quan trọng như vậy sao? Lấy có thể để cho một người như thế này lên sân khấu chưa? Đây là họ đồng quảng bá phim đó. Lên nhóm phó hỏng rồi thì biết phải làm sao? Không được, tôi phải nên nói chuyện với đạo diễn mới được. Tôi có thấy cái tên ca sĩ dám lên sân khấu hát này đúng là một nhân tài mà. Hắn không biết mình có bao nhiêu bản lĩnh hay sao mà lại tự tiện chạy lên sân khấu vậy chưa? Cái lỗi người này nên triệt để phong sát mới đúng. Để cậu ta hát xong, cậu nói nhẹ nhàng thật đấy. Cậu có biết bộ phim này quan trọng với Tử Hàm như thế nào hay không hả? Nếu như cậu không biết thì im miệng đi. Nếu như mà làm lỡ sự nghiệp của Tử Hàm thì cậu có định nói không? Nhìn ngoài cửa đi, hình như có người đang đi vào. Ôi, nhiều người quá, không phải tôi đang nằm mơ đi chứ? Không phải mơ, không phải là mơ. Mấy người này bị bà hát thu hút kỳ diệu quá, tôi là quá thần kỳ. Vậy mà lại có nhiều người đến như vậy ư? Đều là vì bài hát này mà tới. Bài hát này, ca sĩ hát bài hát này, kỹ thuật hát còn phải cải thiện. Nhưng mà bài hát này thực sự là viết quá tốt rồi. Đến rồi, nhiều người đến quá. Lục Hà, chút nữa cậu phải biểu hiện cho tốt vào đấy, tranh thủ cơ hội xuất hiện trước công chúng. Tôi có dự cảm quảng bá phim lần này sẽ thành công mỹ mãn. Chắc chắn là như vậy rồi. Thật không ngờ có một lúc thùi mà bao nhiêu người tới. Có lẽ trong đó cũng có rất nhiều fan của tôi nữa. Tôi nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt mọi người. Tiếng hát du dương. Ôi đỉnh quá. Bài hát này vừa cất lên mà vô số kiến thức ở trong đầu tôi chợt thi nhau ùa về. Tôi còn có chút cảm giác không thể cưỡng lại được cơ. Tôi đột nhiên rất nhớ về tình đầu của mình. Bà đầu bố mẹ của ấy phản đối với chúng tôi ở bên nhau, chê nhà tôi không có tiền, lúc nào cũng xin nhục tôi. Cuối cùng thì tôi không chịu được áp lực bệnh mới chia tay. Nên như lúc đó kiên trì thêm một lúc nữa, có phải sẽ không như hôm nay. Tôi cũng đã từng hứa hẹn với một cô gái chỉ thi cùng trường vì cô ấy, nhưng mà tôi đã thất bại rồi. Cô ấy cuối cùng đã trở thành cô dâu của người khác. Thật là may mắn. Chúng tôi đã bắt đầu bên nhau từ năm cấp 3, cuối cùng thì kiên trì được đến ngày hôm nay. Ở đông đó, chúng tôi đang đi đăng ký kết hôn rồi. Nhất định phải mời thầy chủ nhiệm năm ấy, ngày ấy bắt chúng tôi chia tay đến uống rượu mừng. Phải nói với thầy ấy là chúng tôi cứ không chia tay đấy, chúng tôi cuối cùng vẫn có một cái kết đẹp. Cảm ơn Tung Hà đã đem đến cho chúng tôi bài hát Bạn Cùng Bạn Của Tôi. Hát thêm lần nữa đi, hát thêm lần nữa đi. Bài hát này thực sự là quá tuyệt vời. Chỉ còn bài hát này thôi, bộ phim này tôi nhất định phải xem. Mọi người đã vô cùng nhiệt tình rồi. Hay là cậu nói thêm về cậu đi. Đầu tiên thì vô cùng cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với bài hát này. Bài hát này là nhạc phim của đạo diễn Triệu Phong Thành. Bài hát này cũng là bài hát mà bản thân tôi vô cùng thích. Nhưng mà ngoài ra còn có một người mà tôi cực kỳ muốn cảm ơn. Bởi vì nếu như không có anh ấy thì tôi cũng không thể nào có bài hát này. Cũng không thể bảo tôi hát bài hát này cho mọi người nghe được ở đây được. Tử Hàm, đi thôi. Tử Hàm, anh yêu em. Tử Hàm, anh yêu em. Wow, nữ thần xinh đẹp quá đi. Anh thích em, bố anh thích em, mẹ anh thích em, em trai anh thích em, ui cả nhà anh đều thích em. Trước đây cũng được chỉ nhìn thấy Tử Hàm trên TV thôi, mà bây giờ đây được gặp người thật còn xinh hơn cả trên TV nhiều. Kìa là Lục Hà hả? Cũng gọi là cái chút đẹp trai đấy. Ý tiếp sau đây, xin mời diễn viên chính trong bộ phim của chúng ta, cô Tô Tử Hàm và anh Lục lên sân khấu phát biểu vài câu. Chào các bạn, tôi là Tử Hàm, rất vui được gặp mọi người ở đây. Bộ phim này là một sự chuyển ngọt của tôi. Nhân vật đồng đầu mà tôi thủ vai trong bộ phim là một cô gái không thích học hành cho lắm. Thật ra tôi nghĩ trước cũng không thích học hành. Lần này cảm ơn cậu nhiều lắm. À không có gì, thật ra thì đều là do công lao của thầy. Thầy? Đúng vậy, nếu như không có thầy thì tôi sẽ không có cơ hội hát bài hát này. Tôi cũng vô cùng hâm mộ nhạc sĩ đã viết ra
Bay những năm tháng ấy tôi rất lâu rồi, nhưng mà tiếc vẫn mãi chưa có cơ hội được gặp mặt. Đợi cái thời gian, tôi sẽ gọi cậu ấy tới cùng mọi người ăn bữa cơm. Đạo diễn à, thật ra bọn họ nói xong rồi à, tôi lại phải lên chú Tri tiếp đi, lát nữa nói chuyện hả? Làm sách, sao cậu lại ở chỗ này? Ừ? Tôi không được xuất hiện ở đây sao? Tôi thấy cậu cũng không phải là đặc biệt tới đây đỡ ngắm Tô Tử Hàm đi chứ. Thật không ngờ cậu là người đàn ông thiển cận và lằng nhằng như thế. Ừ? Chị lại vậy? Tôi mới chẳng thèm chấp nhận với chị. Nhưng mà cậu biết đó, độ hốt bại vô cường đó của cậu cũng sắp hết rồi. Có lẽ vật cường là cơ hội đối với thành công gần nhất của cậu, nhưng mà cậu đã từ bỏ rồi. Đúng là ngu không ai bằng. Ừ? Làm sao thế? Người hát thì có lẽ là cậu ta. Chất lượng của bài hát những năm tháng ấy thật sự là quá tốt rồi. Chỉ có một dự cảm là tin tưởng rằng không bao lâu nữa thì cả người này và bài hát đều sẽ hót. Người này không quan trọng, quan trọng là bài hát. Có cách nào nghe ngóng được nhạc sĩ của bài hát này là ai không? Hy vọng có thể gặp mặt được. Tốt nhất là trực tiếp lôi kéo người qua bên này luôn đi. Chị có nghĩ như vậy hả? Sao vậy? Vừa nãy trong lập phim chị đã nhìn thấy làm sách đó. Hãy nhớ cậu ta cũng đến đây tham gia hoạt động quảng bá phim. Em nói thử xem, liệu bài hát này có phải do cậu ta viết không? Có lẽ không đâu. Em không tin anh ta trong một thời gian ngắn mà có thể viết ra hai bài hát có chất lượng tốt đến như vậy. Nếu nhìn ta có thể bản lĩnh như thế thì sớm đã cho ra đời tác phẩm của mình rồi. Cũng đúng, là do chị nghĩ nhiều rồi. Chị sẽ sắp xếp người phía sau đi điều tra tác giả của bài hát này, hy vọng có thể ký hợp đồng. Không được thì mua một bài hát của cậu ta cho em cũng không tệ. Hôm nay cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người. Tôi tin rằng phòng vé của chúng ta nhất định sẽ thu hút được kết quả tốt. Và đây cũng là công lao của đạo diễn. À đúng rồi đấy, vốn dĩ là tôi còn nghĩ hoạt động quảng bá hết lần này là thiếu tùng rồi cơ, không ngờ đến phút cuối lại thành công mỹ mãn. Cũng là Lục Hà nhà chúng tôi tâm lý ổn định, lại thông cả Lục Hà và Tử Hàn cùng nhau liên thủ, cuối cùng thì mới ổn định được cục diện. Cho nên Lục Hà, à sau này lúc nào có cơ hội thì cậu phải mời được Tử Hàn ăn cơm, bữa cơm đấy, cùng nhau bàn luận về kỹ năng diễn xuất nhiều hơn, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Đúng đấy, nếu như không phải Tử Hàm thì lúc này tôi lên sân khấu sợ là sẽ bị run. Anh là dựa vào trạng thái của bản thân, cũng chẳng liên quan gì đến tôi mấy. Thật ra thì lần này đều nhờ vào cậu ca sĩ này. Cái bài cái gì mà lúc nãy cậu hát ấy quá đỉnh luôn. Cũng tạm ổn thôi, cái độ khó của bài hát này cũng không cao, chủ yếu là thầy tôi viết cái bài hát này quá hay. Tôi thực ra chỉ là người hát lại mà thôi. Có thể viết ra bài hát như thế này, thầy của cậu ác hẳn là một người cực kỳ tài năng. Đó là đương nhiên rồi. Thầy là người không hàm bình hoa, không tranh với đệ nhất mà tôi đã từng gặp. Xem ra cậu rất kính trọng người thầy đó của mình. Nhưng mà thầy của cậu trừ tài năng xuất chúng ra thì chắc không đẹp trai bằng tôi đâu ha. Đồ đẹp trai của thầy của tôi thì cái mặt này của anh làm sao mà đến được chứ. Anh đừng có đi so sánh nữa, sẽ tự là mình tổn thương đấy. Mà kệ nói như thế nào thì hoạt động lần này đã thành công mỹ mãn rồi. Tiếp theo hy vọng vòng vé thù về doanh thu khủng. Ừ, tôi rất có lòng tin. Ngoài ra, thay mặt tôi gửi lời chào hỏi đến thầy của cậu trước nha. Thật ra thì lúc trước tôi dự định đến công ty của cậu để thân mời thầy của cậu ăn bữa cơm, nhưng mà do đạo giờ này bận bụi tối mà tôi mũi, cho nên làm lỡ mất. Cậu nhất định phải thầy tôi gửi lời xin lỗi đến cậu ấy đấy. Đạo diễn à, anh nói cái này, cái người thầy đó của Tôn Hoàng, lẽ nào anh ta là nhạc hoàng sao? Cái gì, cái đó thì tôi không rõ. Chuyện này thì phải hỏi Tôn Hoàng rồi. À, thầy của tôi tạm thời thì vẫn chưa phải là nhạc hoàng, nhưng mà tôi tin rằng dựa vào thực lực của anh ấy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhạc hoàng thôi. Còn giỏi hơn là nhạc hoàng Bình rất là nhiều. Tôi tin rằng đây là một nhạc sĩ rất ưu tú, nhưng mà muốn trở thành nhạc hoàng sợ là rất khó đấy. Nhưng mà đợi sau khi cậu quay về thì có thể nói với thầy của cậu rằng nếu anh ta đồng ý thì Lục Hà nhà chúng tôi cũng có thể cả hát.
Bài hát mới của Lục Hà nhà chúng tôi có thể là cho thầy của cậu. Nếu như mà người thầy đó của cậu vì tốt, tương lai có thể giúp anh ta nổi tiếng hơn. Đúng vậy đấy, tôi cũng có suy nghĩ gia nhập vào cái con đường âm nhạc. Nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa có bài hát nào phù hợp. Tôi thấy thầy của cậu có năng lực không tôi? Không bằng thì để anh ta viết giúp tôi một bài đi. Khi nào thì tôi rảnh thì bảo anh ta liên lạc với tôi. Có thể hơi phiền một tí, bởi vì thời gian của sư phụ tôi chẳng có bao nhiêu. Nói với anh ta, tôi tin là Lục Hà. Tôi tin anh ta sẽ phải nói bằng tôi thôi. Cái này... Được rồi, chuyện này cứ tạm thời vứt sang một bên đi. Hôm nay làm phiền các vị nhiều rồi. Đợi sau khi có kết quả phòng vé thì tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng. Chút nữa tôi còn phải có việc phải đi. Xin thất lễ lễ trước rồi. Nhất định phải nhớ kỹ. Giúp tôi cảm ơn lời đến thầy của cậu đấy. Tứ Hàm, nếu như không có chuyện gì thì lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm nha. Thôi tôi có việc bận rồi. Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Nhìn lắm, tôi biết một nhà hàng đồ ăn khá ngon. Thôi là ngại quá, cô ấy nói là có việc bận rồi, không có thời gian. Cậu là cái thái gì? Lấy thân phận gì mà nói chuyện với tôi? Cậu nghĩ rằng bản thân có thể đại diện cho lập trường của Tứ Hàm hay sao? Cậu ấy có thể. Hả? Cậu được lắm, chúng ta đi. Giờ nãy cậu làm tục lắm. Đây là bổn phận của tôi. Tứ Hàm, em xem đi. Có cần phải liên hệ với Tôn Hàn đi chứ cậu ta hỏi thầy của mình xem có thời gian không? Có thể viết giúp em một bài hát không? Tạm thời không cần đâu. Người ta đã nói rồi, thầy của người ta bận lắm. Đang tiếp tờ đây. Năng lực sáng tác của người này đúng thật là khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nhưng mà chị cũng rất tò mò. Bài hát này sao có thể hot tới mức nào đây? Nhạc sĩ này rốt cuộc là người như thế nào? Hôm nay không có lịch gì. Ngày mai phải ra ngoài để quay một cây quảng cáo. Vậy thì về nhà thôi. Lát nữa tôi muốn ăn lẩu, đừng có kỳ quá. Nhưng mà phải cho thật nhiều thịt vào. Cái loại mà thịt dê cuộn, thịt bò cuộn ấy. Ngoài ra thì tôi không ăn rau thơm. Được. Chị Từ à, có muốn ăn chung không? Không cần đâu, chỉ có chút gì bận. Nhưng mà chị đi rồi, cậu ta... Không sao đâu, chị cứ bận việc của chị đi. Cậu ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Lấy thêm cái bát ra ăn cùng đi. Tiền giúp tôi một bộ phim kinh dị, vừa ăn vừa xem. Đêm tối thì hai người đã tắt đèn. Có đẹp không? Cũng được. Tôi nói phim. Ý cậu là nói tôi không đẹp ý hả? Không, cô cũng đẹp. Cậu nói như nói không đẹp mới là xui xẻo đấy. Chút nữa cậu dọn dẹp xong, nếu như muốn về nhà thì có thể để cho tài xế lái xe đưa cậu về. Hôm nay hoạt động quảng bá phim của đạo diễn Triệu rất là thành công. Anh ta còn cố ý gọi điện cho giám đốc Ngô, nói là muốn cảm ơn bài hát của cậu. Giám đốc Ngô thì bảo tôi biểu dương cậu đấy. Chỉ biểu dương thôi à? Không có cái gì thực tế hơn một chút hả? Yên tâm, sẽ có tiền thưởng. Thiệt ra thì tôi cũng rất tò mò. Dựa vào tài năng của cậu mà nói thì sớm muộn gì cũng sẽ kiếm được một, được rất nhiều tiền. Làm gì mà phải vội vàng đến như vậy? Đợi kiếm được rồi thì chẳng phải là không vội nữa rồi thì sao? Còn có nữa là cô thi Tần Tú sắp bắt đầu rồi. Tôi đã đến tiếng với bên giám đốc Ngô, vốn dĩ là muốn cho hai ca sĩ dự trướng của cậu, hai ca sĩ Hoàng Tấn Phiêu và Hoàng Phi Lý, hy vọng marketing có thể giúp sắp xếp chút tài nguyên phát triển một chút. Nhưng mà bên phía marketing thì vẫn chưa gửi từ xác nhận. Tôi cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Tôi này giám đốc Ngô sẽ mời mấy người ở bên đó ăn cơm. Lát nữa tôi cũng sẽ qua đó. Đến lúc đấy thì do hỏi một chút. Nhưng mà nếu như không còn cách nào khác để thúc đẩy, đến lúc đấy thành tích của hai ca sĩ cũng không tốt. Cậu không cần quá để tâm đâu. Cậu phải tin tưởng rằng vấn đề không phải nằm ở chỗ của cậu. Đúng rồi. Tôi quên mất không hỏi. Hôm nay cậu đi làm ngày đầu tiên cảm giác như thế nào? Cũng ổn. Khá vui. Lương thì cao cũng không tệ. Có khách tới. Thôi tôi có máy trước đã. Hay.
Chị đang định ra ngoài mua coca, thấy cậu về nhà rồi, tôi muốn hỏi thử xem chỗ cậu có không. Chị đã phải đi chạy xuống lầu một chuyến. À có, để em lấy cho chị. Cái loại đồ uống này mặc dù trong bộ béo gì, nhưng mà cảm giác uống một ngụm đầu tiên cũng thấy cá ngon đi chứ. Đạt quá coca ơi. Nhưng mà uống xong một ngụm đầu tiên rồi thì không còn cảm thấy ngon như thế nữa. Hôm nay đi làm thế nào? Không gây phiền phức gì cho Tử Hàm đi chứ? À không có, vẫn ổn mà. Nếu đã là chị giới thiệu cậu qua đó thì cậu phải làm cho tử tế vào. Làm việc gì cũng phải nghiêm túc một chút, không thì sẽ là mất mặt chị đấy. Sáng ngày thứ hai, chị Tùng, sao chị vẫn còn ở đây thế? Còn ở đây cái đầu cậu ấy. Sáng chị mới tới đây, không thấy chị đã thấy đồ rồi à? Nhanh đi vệ sinh cá nhân đi, rồi chị bổ với chị. Không được đâu chị Tùng, em còn phải đến chỗ bạn của chị đi làm. Chị quên rồi sao? Thôi được rồi. Hôm qua cậu đã đến phim trường trung tâm chưa? Đương nhiên là tới rồi. Chị Tư Mạng xinh đẹp tại đấy. Nếu như mình mà có thể xinh đẹp bằng chị ấy thì tốt quá rồi. Chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà hôm qua lại có một bài hát rất hay. Tiếc là mình đến muộn rồi. Cuối cùng thì không biết bài hát đó tên là gì tí tại đấy. Không cần tiếc đâu. Nghe nói bài hát là nhạc của phim. Bộ phim nào đấy? Đợi hai ngày nữa thì bọn mình đi xem phim là biết ngay ấy mà. Sao cậu lên đến muộn như vậy hả? Còn sớm mà, chưa tới 9 giờ nữa mà. Sớm cái gì mà sớm? Lấy nào cậu không biết hôm nay là Tứ Hàm phải ra ngoài sao? Cậu làm sao? Cậu ở đây giúp tôi thu dọn đồ đạc đi. Tôi lên kia trước. Hôm nay tôi phải đến nhà hàng Châu chạy quảng cáo. Sau đó thì buổi tối còn phải đến buổi hội nhạc. Cậu ở đây hay là cùng tôi đi qua đó? Nếu như cậu không muốn đi cũng không sao. Đi cùng đi. Vậy thì tốt quá rồi. Cậu giúp tôi mang cái đống đồ này lên xe đi. Ây dồ, đạo diễn Triệu à, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Ê, à bây giờ Tử Hàm tới hay là ông đích thần nói tin tốt này với cô ấy đi? À được, vân vân. Đạo diễn Triệu ông cứ bận việc tiếp đi. Điện thoại của đạo diễn Triệu. Phim cô ấy mới ngày đầu tiên mà đã phòng vé đã hơn 15 triệu rồi. Thành tích thì cực kỳ tốt. Cho nên đạo diễn Triệu bảo chị nói tin tức này với em. Lúc này chị còn bảo đi điện thoại cho em, để cho đạo diễn Triệu nói với em vài câu. Nhưng mà không ngờ mấy lại bảo có cuộc điện thoại quan trọng còn phải gọi. Sau đó thì liền cúp máy luôn. Không phải chứ. Cô điện thoại này đến thật là đúng lúc thật đấy. Vừa nãy đạo diễn Triệu vừa nói là phải đi gọi một cô điện thoại quan trọng thì điện thoại của cậu ta liền reo luôn. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Alo, xin chào. Xin chào, nhà sĩ đại tài. Không làm phiền cậu đấy chứ. Đạo diễn Triệu cách sáo quá rồi. Nhà sĩ đại tài à, nghe hết kỳ kỳ. Là gì có chứ. Cậu không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như mà không phải bài hát đó của cậu cứu thì hội đồng quảng bá phim hôm nay của tôi hôm qua đã tiêu tùng rồi. Bài hát này quá thật là không tệ. Có thể giúp đỡ được anh là tốt rồi. Cậu khiêm tốn quá rồi. Bài hát này nếu như chỉ tính là không tệ thì tôi dám nói rằng cả thế giới âm nhạc này chẳng có mấy cái bài hát được coi là không tệ đâu. Cơ mà tiếc quá, không có điều kiện gặp cậu. Nếu như không thì tôi nhất định sẽ uống với cậu một bữa ra trò. À đúng rồi, bên tôi đã liên hợp với bên WeWe Music rồi. Bài hát này chỉ có mặt ở trên WeWe Music nhìn thôi. Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Đợi sau khi hoàn toàn có được kết quả của vòng vé tổ chức tiệc mừng, không biết là cậu có thời gian không? Cái đó bây giờ thì vẫn chưa chắc chắn lắm. À được rồi, vậy thì đến lúc đó liên lạc với tôi sau nha. Lần này vô cùng cảm ơn cậu. Bài hát này của cậu thực sự là quá tuyệt vời. À đúng rồi, chứ chúng nữa thì quên mất, hôm nay chắc chắn là sẽ có bình luận về phim đấy. Tôi đoán cái kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều bình luận nhắc tới bài hát của cậu cho mà xem. Để khi nào có thời gian cậu có thể thử xem. Lúc nãy cậu bên đó nói cái gì vậy? Sao tôi lại nghe màng máng giống như là cậu gọi người bên kia là đạo diễn Triệu vậy? À đầu dây bên kia là đạo diễn Triệu Phong Thành. Nói cái quái gì vậy chứ? Lúc nãy đạo diễn Triệu vừa nói chuyện điện thoại với tôi xong, sao có thể gọi cho cậu được? Với lại hôm
Hôm qua nhìn dáng vẻ của đạo diễn Triệu thì cũng không giống quen biết cậu. Tự nhiên cậu sau này nói nàng chú ý một chút, cái gì không nên nói thì đừng có nói lung tung. Lẽ nào cậu tưởng rằng tôi sẽ tiếp mấy cái lời của cậu hay sao? Không tin thì thôi. Tử Hàm, chỉ có quen biết một vài người bạn, dưới tay bọn họ cũng có mấy trợ lý ưu tú, hay là chị nhờ người ta giúp hỏi thêm thử nha. Cái cậu làm sách này trước mặt của em đã dám nói nàng vớ vẩn, ai mà biết được sau này liệu có gây ra rắc rối gì hay không, hay là chúng ta đổi người khác đi. Chị cảm thấy vẫn đuổi là một nữ trợ lý tốt hơn nhiều, như vậy thì cũng không sợ người ngoài lên tin gây bất lợi cho em. Không cần đâu, em cảm thấy cậu ấy rất tốt. Chị Từ, cậu ấy là do một người bạn cực kỳ tốt của em giới thiệu cho, với lại em thấy cậu ấy rất tốt, vậy nên mong chị sau này đừng có nói thầm bất kỳ một điều gì nữa. Quyết định dùng cậu ấy cũng là của em. Chị hiểu rồi, không nói nữa. Ây da, bình luận phim nhiều thế này cơ á. Bình luận phim nói gì thế, chắc là không ít người khen kỹ năng diễn xuất của em có đúng không? Chị cũng xem thử xem. Cá bay trên trời. Ui, bộ phim này không tồi, khiến cho tôi cảm thấy giống như là quay ngược về cái thời học sinh. Nữ chính thì rất xinh đẹp, nhưng mà khiến cho tôi ấn tượng sâu nhất vẫn chính là bài hát ở trong phim, thực sự là quá đỉnh. Nhà phát bình phim của Sarah, tôi thực sự không có ấn thú với mấy cái thể loại như phim này lắm, nhưng mà hôm đó bỗng nghe một bài nhạc nói về chủ đề phim tên là Những Năm Tháng Đó, nó đã thúc giục tôi xem cái bộ phim này. Sau khi xem xong thì chỉ có thể nói là chất lượng bộ phim cũng được thôi à, nhưng vì bài hát chủ đề cho tôi khiến cho có bộ phim đều thăng hoa. Ngoài ra nữ chính cũng rất xinh đẹp, siêu cấp ra. Tôi là một phim chính hiệu, xem bộ phim này cốt truyện bình thường, nữ chính cũng rất đẹp, nam chính thì cũng tạm tạm. Nhưng mà thứ khiến tôi khóc thét hết nước mắt chính là Những Năm Tháng Đó. À, có gì nói đó, bởi vì bài hát này sau khi bộ phim kết thúc, tôi liền gọi điện thoại cho cô gái mà năm đó của tôi đã bỏ lỡ. Tôi thích quay rất lâu rồi, nhưng mà mãi cũng không có dũng khí. Chỉ là sau khi gọi được, đầu tiên bên kia là chồng của cô ấy. Ai chà, rất tiếc nuối. Cô gái xinh đẹp như vậy mà đã thuộc về người khác rồi. Cũng vui mừng vì tôi đã nghe được cái cuộc sống của cô ấy rất là tốt. Sau cái bình luận nào cũng nhắc tới bài hát Những Năm Tháng Ấy. Hết vậy ta, rõ ràng là em mới là nữ chính cơ mà. Không phải em, không phải cũng nhắc tới em hay sao? Chỉ là bài hát này thực sự là quá hay thôi. Nhưng mà chị phát hiện ra mấy cái bình luận này bàn về bài hát còn nhiều hơn cả nội dung phim nữa. Thật không ngờ một bài hát mà lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy. Có sức ảnh hưởng hay không phải là bài hát, mà là bài hát đó hát ra được câu chuyện của rất nhiều người. Đến lúc nào rảnh thì chị nhất định sẽ đi nghe ngóng thân phận của người viết ra bài hát đó. Đi lúc ấy phải gặp cậu ta một lần. Tôi mới không thèm gặp. Vài giờ sau, Hàng Châu. Tử Hàm, chị qua kia trao đổi với MC một chút. Em ở đây xem kịch bạn trước, chuẩn bị lát nữa quay nha. Vâng ạ. Có phải cậu thấy chán lắm có đúng không? À không đâu, khá là thoải mái đi chứ. Tử Hàm, thì ra cô ở đây thật à? Triệu Hiến, sao anh lại ở đây? Triệu Hiến, sao anh lại ở đây? Tôi đương nhiên là phải ở đây rồi. Và lại viết của buổi hòa nhạc hôm nay cũng là tôi lấy giúp cô đấy, cô không biết sao? Thiên hòa một chút không? Cậu là Lâm Sách. Tôi không hỏi tên của cậu Lịch. Tôi là hỏi trợ lý. Thì ra là trợ lý à. Tử Hàm, cô tìm trợ lý nam từ lúc nào vậy? Như vậy không tốt đâu. Hay là tôi giúp cô liên lạc với một trợ lý tốt hơn nha. Nếu như bị người khác biết được, sợ là sẽ bị nói mấy cái lời không hay ho. Cứ như vậy truyền ra ngoài cũng không tốt cho danh tiếng của cô. Chuyện này không cần anh lo, cậu ta là người tôi chọn. À, tôi biết rồi, cô cũng không cần tức giận, tôi chỉ là thường miệng nói mấy câu mà thôi. Tôi phải nói chuyện với Tử Hàm một chút, làm phiền người không liên quan ra ngồi giùm. Anh trả lương cho tôi à? Tại sao tôi phải trả lương cho cậu? Anh không trả lời cho tôi thì tại sao tôi phải nghe lời anh chưa? Cậu dựa vào cái gì mà dám nói với tôi như vậy hả? Cậu có biết tôi lại không? Thì anh có biết tôi lại không? Sao tôi phải quan tâm cậu lại? À đúng vậy, nhìn nhau thôi. Sao tôi phải quan tâm anh lại?
Phỏng vấn của tôi sắp sửa bắt đầu rồi. Làm việc anh đừng có đi làm ảnh hưởng đến thời gian trang điểm của tôi. Được, vậy tôi ra ngoài trước. Để có phỏng vấn xong thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Còn cậu nữa, cậu được lắm, tình làm sách đúng không? Tôi nhất ký cậu rồi. Lúc nãy cậu có sợ không? Sợ cái gì? Thì đương nhiên là sợ anh ta động tay động chân rồi. Cái loại gì dạ vết đấy mà muốn khiến bản thân mình trở thành người thành công màu tú nhìn ta. Chẳng có chút dũng khí động tay động chân với người khác đâu. Cậu không tò mò thân phận của anh ta sao? Thật ra tôi không tò mò. Tôi quen biết cô là đủ rồi. Dù sao tôi cũng là trợ lý của cô. Đối đãi với người khác thì tôi nhìn sắc mặt cô hành xử là được. Cảm ơn sự có mặt của Tô Tử Hàm hôm nay. Chúng ta hãy tặng cho cô ấy một tràng pháp tí nào. À đối rồi có đúng không? Ra ngoài ăn chút gì đi. Biểu hiện lúc này của em không tệ. Thì sau khi tiết mục này phát sóng thì nhất định sẽ kéo nhiều fan cho em. Đi lúc đấy em có thể tăng thêm sự nổi tiếng rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phía bộ phim kia. Để có kết quả phòng vé khiến cho mọi người công nhận kỹ năng diễn xuất của em. Thì như vậy sự nghiệp của em ở trong tương lai sẽ thuận lợi hơn nhiều. À đúng rồi, buổi hội nhà buổi tối bắt buộc phải tham gia. Người đến lần này đều là những nhân vật có món mặt ở trong giới âm nhạc. Mặc dù hiện giờ em vẫn chưa bước vào vòng quan hệ này, nhưng mà có thể quen biết được thêm một vài người là cũng không tệ rồi. À Tử Hàm, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Muộn một chút tôi cùng cô đến buổi hội nhạc. Buổi hội nhạc lần này không chỉ có giáo sư và hiệu trưởng của các học viện Chiếc M, Mặt M và Dương M, mà thậm chí còn có cả bậc thầy piano nổi tiếng thế giới, thầy Dương Thiên Trúc đích thần chơi đàn nữa. Thì ra là cầu triều à. Tử Hàm, còn có muốn qua chào hỏi cầu triều một tiếng đi. Chị Từ, vừa nãy lúc ở cánh gà đã gặp Tử Hàm rồi. Ờ thì ra là vậy à. Vừa nãy tôi có bận việc nên không nhìn thấy anh. Tử Hàm, cậu triều tìm em cùng nhau ăn cơm, mau đi đi. Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi. Và lại vé của bộ hội nhạc lần này cũng không dễ lấy đâu. Cô cũng biết có bao nhiêu là người mong muốn được bước chân vào buổi hội nhạc ấy. Tôi cũng sẽ nói chuyện với mẫu giáo sư ở nhạc viện đấy. Thậm chí có khả năng là có cơ hội tiếp xúc với ông Dương Thiên Trúc. Cho nên Tử Hàm à, ăn một bữa cơm với tôi thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn đâu hả? Tử Hàm à, em mau qua đó đi. Chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi mà. Vâng. Vậy cậu đi ăn với chị Từ đi. Nhìn thấy chưa thằng nhóc, tôi muốn đi ăn cơm với Tử Hàm là có thể đi cùng cô ấy. Còn cậu thì sao? Cậu phải nhớ rõ thân phận của mình. Đừng có mà tự chuốc lấy phiền phức. Nếu không thì cái công việc trợ lý này của cậu tôi thấy cũng chẳng làm được bao lâu nữa đâu. Cậu với cậu điều này có xích mích gì à? Chịu Hiên này quả thật là có suy nghĩ không đứng đắn với Tử Hàm. Chuyện cậu chặn anh ta trong phòng trang điểm là vì đúng. Nhưng mà lúc cần cho anh ta thể diện thì nên cho. Dù sao thì anh ta cũng là người có mối quan hệ rộng. Anh ta làm người gì? Anh ta làm gì không quan trọng. Cậu chỉ cần biết giám đốc đài truyền hình Hàng Châu là học trò của ông nội của anh ta. Ông nội anh ta là phó viện trưởng Học viện Âm nhạc Chiếc Giang. Mà Tử Hàm nhà chúng ta sau này nhất định sẽ tìm một cơ hội tiến vào âm nhạc. Thì đến lúc đó thì cũng còn rất nhiều tài nguyên. Bây giờ vẫn đang ở giai đoạn tích lũy. Tôi nói với cậu cái này rồi. Làm cái gì chứ? Được rồi, tôi cũng đói rồi. Chúng ta một quạt bên kia ăn cái đại cái gì đi. Dương Thiên Trúc, ông ấy nổi tiếng lắm hả? Cậu thế mà lại không biết Dương Thiên Trúc ư? Ông ấy là một thần bậc thầy piano nổi tiếng thế giới. Là người đầu tiên đạt giải piano vàng thế giới của nước ta. Mấy người trẻ tuổi các cậu, chứ dù không chơi piano thì cũng phải nên biết đi chứ. Tôi bỏ đi, cậu cũng đừng có hỏi nhiều nữa. Đi ăn cơm đi. Alo, xin chào, ai vậy? À, xin chào cậu trai trẻ à. Không biết cậu có còn nhớ tôi không? Ông là cái người mà yêu piano tìm tôi lấy nhạc phổ bài Hôm Lỡ Trồng Mờ lần trước ấy à? À đúng 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 đúng. Khó có được trai trẻ trẻ cậu còn nhớ đến người yêu piano như tôi. Có chuyện gì sao? À là như thế này trai trẻ trẻ à. Hôm nay chỗ tôi có một hoạt động nhỏ. Đến lúc đó còn đàn một bài đơn giản
Tôi muốn trong buổi hòa nhạc này, đăng bài nhạc của cậu đưa cho tôi, cho nên muốn hỏi ý kiến của cậu một chút. Cậu thấy có được không? Không vấn đề, đương nhiên là được rồi. Bài nhạc viết ra là để đàn, để nghe mà. Nếu như không cho người ta đạt thì bài nhạc chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi bây giờ đang ở nơi khác, để cậu rảnh thì tôi nhất định sẽ mời cậu uống vài ly. Nhà hàng Tây Lộ Tinh Hỏa, cậu qua đây đi. Tử Hàng, thật sự không cân nhắc một chút sao? Chỉ cần cô gật đầu, tôi đảm bảo có thể để cho cô gặp mặt ông Dương Thiên Trúc. Hơn nữa còn đảm bảo cô có thể nhận được tài nguyên của giáo sư nhạc viện. Không cần, tôi chỉ đi nghe nhạc thôi là được rồi. Trong nửa buổi hạ nhạc sắp bắt đầu thì gặp lại sau. Tôi phải đi nghỉ ngơi một chút. Kỳ tơ này, sao có như âm hồn bất tán vậy hả? Tử Hàm phải nghỉ ngơi. Được, Tử Hàm, vậy cô đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện của chúng ta đợi xem xong buổi hội nhạc lại nối tiếp. Tranh thủ thời gian này cô cũng có thể cân nhắc kỹ một chút đi. Còn có cậu, nhớ rõ lời tôi vừa nói với cậu đấy. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Có phải là cái tên Triệu Hiến kia làm cái gì không? Hắn ta bảo em tối nay đi uống rượu với hắn, nếu không thì sẽ không giới thiệu người cho em quen biết. Em nói như thế nào? Em từ chối rồi. Thời điểm này có thể tạm thời đồng ý trước, để sau khi gặp được người rồi thì tìm một cái cớ để rời đi là được. Cơ hội lần này rất khó có được. Mấy cái giáo sư của nhạc viện đó mặc dù không có liên quan trực tiếp tới giới giải trí, nhưng mà bọn họ có quan hệ sâu rộng trong đó. Cái nhiều thơm chính là mối quan hệ cá nhân. Nếu như là em muốn sau này có thể vững vàng bước trên cái thế giới này, thì chỉ nghĩ rằng em vẫn nên thơm một tầng quan hệ. Vậy rồi hả? Tôi vậy rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 6:10. Buổi hòa nhạc 7:30 tối. Vẫn còn chút thời gian ăn nhẹ cái gì đi. Chi từ đâu? Không biết, chắc là bận cái gì rồi. Đã tôi giúp tôi đặt ít đồ ăn, tốt nhất là gần một chút. Bữa trưa ăn không no. Cái tên Triệu đó đúng là phiền phức. Tôi qua bên kia mua, nhanh hơn là đặt đồ ăn ngoài. Giờ hay tôi phải thay bộ đồ rồi. Có phải bây giờ tôi có một nét đẹp rất cổ điển hay không? Mau ăn đi. Cậu Triệu, chút nữa tôi trực tiếp lái xe đưa Tứ Hàm qua bên đó là được rồi. Không sao đâu, tôi đã lái xe tới rồi thì đúng lúc còn có thể đưa Tứ Hàm đi ông gió. Nhưng mà không biết Tứ Hàm đã dậy chưa, hôm nay cô ấy mệt lắm rồi, vừa vào xe đã ngủ thiếp đi luôn. Vậy cũng không sao, tôi có thể để cô ấy tỉnh dậy. Tứ Hàm, chị Từ vừa nãy còn nói cô chưa tỉnh nữa cơ. Tôi vừa mới dậy được một lúc, vậy ăn chút đồ ăn, lát nữa tôi tự mình đến bộ hòa nhạc, không làm phiền anh nữa. Thế thì làm sao mà được, vẫn là để tôi lái xe đưa cô qua đó đi. Với lại cô cũng không biết đường, đến lúc đó thì chân mày làm lỡ thời gian, không thể đến kịp, vậy thì uổng phí quá rồi. Với lại cô xem đi, bây giờ cũng đã lần đến lúc rồi, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Ngoài ra cô là người bạn mà tôi mời tới buổi hòa nhạc, nếu như cô không đi cùng tôi thì chút nữa không chắc là có thể một mình đi vào trong. Cô đừng có từ chối nữa. Đi rồi, nhưng mà để tôi và cậu ấy cùng ngồi xe của anh có được không? Chỉ cần cậu ấy cầm giúp tôi thôi, cầm túi giúp tôi. Đương nhiên, để tôi không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ là như thế một người ngồi thôi, không sao hết. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Chăm sóc tốt cho Tử Hàm, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi ngay lập tức. Tử Hàm, nào lên xe đi. Sao vậy? Sắp trở rồi đó nha. Cậu dùng cái giọng gì đó hả? Cậu nghĩ tôi là tài sức của cậu chắc? Đây không phải xe của anh sao? Không phải anh để chúng tôi ngồi à? Cậu sao vậy? Sắp đến trở rồi đó nha. Thật quá. Tử Hàm đến rồi, giờ tôi đưa cô vào.
Một lát nữa thì bắt đầu buổi hòa nhạc rồi, sau đó có người phải làm việc rồi. Lát nữa tôi với Tử Hàm vào trong nghe hòa nhạc. Cậu ngồi này trong xe cho tôi là được rồi. Nhờ kỹ tuyệt đối không được để cho người khác làm trầy xe của tôi. Đợi buổi hòa nhạc kết thúc rồi tôi sẽ đưa phí trong xe cho cậu. Tử Hàm, chúng ta đi thôi. Ừ. Lãnh Thành Liên, người này là ai vậy? Anh ta là bạn cô à? Sao anh ta không mặc lễ phục vậy? Anh ta đến đây để nghe hòa nhạc sao? Nhìn dáng vẻ này thì hình như không giống cháu gái của Dương Thiên Trúc, Dương Thành Liên. Đừng nói nữa. Tôi còn nhớ cô, trùng hợp thật đấy. Cái này có gì đâu mà trùng hợp, với lại chả không trùng hợp. Lẽ nào không phải là anh đặc biệt đến đây sao? Nếu như đã đến rồi vậy thì vào thôi. Vào cùng nhau là được rồi. À, tôi không có vé, không vào được. Vé? Không sao, anh vào cùng tôi là được rồi. Nếu như ông nội tôi mà biết anh tới thì ông ấy nhất định sẽ rất vui. Cái người này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Không biết nữa, nhưng có vẻ lạ mặt. Nhưng mà trong vòng bạn bè hình như cũng không có người này. Đã nghĩa cậu ta với Thành Liên đi gần nhau tới đi. Bọn họ còn thầm gì thầm to nhỏ cái gì nữa chứ. Hội trường. Anh đứng hàng đầu tiên ở phía trước ngồi đi. Ở đấy chắc có chỗ. Cô thì sao? Tôi phải đến hậu trường, anh có muốn đi chung không? À cái đó thì bỏ đi, tôi không đi đâu. Ừ, vì anh qua kia ngồi được rồi. Nếu như anh còn bạn bè muốn đến thì cũng có thể gọi tới ngồi chung. Dù sao thì chỗ trống ở hàng đầu cũng không ít. À đúng rồi, anh cầm lấy cái này đi. Nếu như có người hỏi vé của anh, đưa cho bọn họ là được. À cảm ơn. Anh thật sự không muốn qua đó với tôi sao? Ở nơi như thế thì tôi không được thoải mái cho lắm. Tử Hàm à, có thể đến đây ngày hôm nay đều là nhân vật nổi tiếng tầm cả. Trong đó cũng có không ít người đồng giới. Chút nữa nếu như có cơ hội thì tôi sẽ đưa cô đi làm quen với bọn họ. Với lại cũng đã nhìn thấy chưa, những người ngồi ở hàng ghế đầu, người nào người nấy đều là giáo sư của nhạc viện cả. Ở chỗ này người bình thường cũng chỉ có thể mua được cái vé từ hàng ghế số 6 đổ xuống. Với ghế hàng thứ 5 này thì cũng phải móc nối với người có quan hệ rộng thì mới có được đấy. Hả? Hả? Sao cậu lại vào đấy rồi? Ờ thì cứ đi vào thôi. Cậu thế mà lại dám trà trộn vào đây, đúng là to gan mà. Cậu có biết chỗ này là chỗ nào không? Không phải cậu cứ muốn đến là đến đâu. À đừng có hiểu lầm, không phải là tôi muốn ở đây. Tôi muốn đi đến phía trước cơ. Cô có muốn đến ngồi đằng trước với tôi không? Mặc dù sao tôi cũng không biết cậu làm sao mà trà trộn được vào đây. Nhưng mà cậu lại dám đến phía trước ngồi. Cậu có biết người ngồi phía trước đều là có thân phận gì không? Vị trí phía trước là chỗ mà cậu có thể ngồi sao? À được. À Tử Hàm à, cô đừng có thấy cậu ta mà làm loạn. Đằng trước không phải chỗ mà ai cũng có thể ngồi được đâu. Với lại quản lý ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Lần nữa trước khi bắt đầu sợ là sẽ có người đi một vòng để soát vé. Nơi nhiều cô cùng cậu ta làm vừa, chốc nữa sợ là sẽ bị làm cho mặt xấu đi. Cậu sẽ làm tôi xấu mà sao? Đương nhiên là không rồi. Ừ, tôi tin cậu, đi thôi. Ui, quá đáng quá rồi đi. Các người cũng quá đáng lắm rồi. Vậy mà lại dám ngồi hàng đầu vậy chứ? Tôi thấy các người đúng là điên rồi. Nếu như mà cô đã bất nhận, vậy thì đứng trách tôi bất nghĩa. Bên kia có người trà trộn vào đấy. Tôi muốn các anh bây giờ qua đó điều tra thân phận của cậu ta. Tôi tin chắc cậu ta chẳng hề có tấm vé nào hết đâu. Cũng chẳng có người nào mời tới đâu. Tôi càng có lý do đồ nghĩ rằng cậu ta đến đây được gây rối. Cho nên tôi đề nghị các anh hiện tại bây giờ ngay lập tức kiểm chứng, sau đó thì đuổi cậu ta ra ngoài. Nếu như anh không tin thì có thể nhìn quần áo của cậu ta đi. Vẫn là nên đi kiểm chứng một chút đi. Cứ đợi đi, tôi ngược lại muốn xem lát nữa cậu làm thế nào đi. Chúng ta ngồi đây thế mà thực sự không có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề, có rất nhiều chỗ trống mà. À xin chào, tiên sinh à. Vị trí hàng ghế đầu này xin hỏi có thể cho tôi kiểm tra thư mời có được không? À đương nhiên là được rồi. À rất xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm phiền.
mong rằng không ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim của anh. Tập 57 hay quá. Lê hết. Phun bộ nằm dưới phòng mô tả nhé.